Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua mùng 2 tháng 12 đã lên tiếng hoan nghênh quyết định phê duyệt chính thức vaccine ngăn ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech của chính quyền Anh, song khẳng định thế giới vẫn cần có nhiều loại vaccine hơn nữa để có thể đối phó với đại dịch. Phát biểu chưa báo giới, ông Mike Ryan, chuyên gia y tế hàng đầu của WHO về COVID-19 cho biết, Tôi nghĩ là chúng ta cần phát triển thêm vaccine, chúng ta không nên dừng lại, chúng ta cần nhiều hơn những thành quả hiện nay, 3 hoặc 4 loại vaccine, chúng ta cần tăng sản lượng, giảm giá thành, chúng tôi cũng ưu tiên những loại vaccine chỉ cần sử dụng một liều, vì tất cả vaccine cho đến nay đều là vaccine hai liều. Vì vậy, sự đổi mới vẫn chưa thể kết thúc, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, cần tiếp tục ủng hộ nghiên cứu. Trước đó và hôm qua, Vương quốc Anh đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chính thức phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer liên kết với BioNTech Đức nghiên cứu và sản xuất Chính phủ Anh cho biết trên cơ sở khuyến nghị từ cơ quan quản lý các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc độc lập để phê duyệt vaccine Pfizer BioNTech sản phẩm này sẽ được cung cấp trên toàn quốc từ tuần tới tuy nhiên ủy ban vaccine của Anh sẽ quyết định nhóm ưu tiên nào được tiêm vaccine trước như nhân viên y tế người già và những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng